Nếu mà ra ban thờ mà chật, không thể bày lễ và dâng hoa. Nhưng mà ở đây Phật tử nói là dán ảnh Địa Tạng về phía nam không cần thiết. Phật đó thì phía nào cũng được. Để tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để treo lên bên trên cao trang trọng hơn. Và chật quá thì không có bát hương được, cứ cắm bát hương vào thần linh gia tiên chúng ta được. Miễn là có ảnh của Ngài ở trên đó. Và chúng ta thì mỗi lần lên tụng kinh như vậy múc 3 chén nước hoặc 7 chén nước dâng cúng Ngài là được. Lễ thanh bông hoa quả có được thì càng tốt. Chứ không cứ là phải hướng nam, Phật thì hướng nào cũng tốt. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Bắc, Nam Đông Bắc Tây Bắc đều tốt hết. Cái thần linh gia tiên của chúng ta thì thường theo phong thủy họ mới phải xem theo mệnh. Vì còn ở trong tam giới cho nên gì còn chịu sự chi phối của tam giới. Cho nên á, thì theo phong thủy họ xem cho nó kỹ đó là hướng ban thờ thần linh gia tiên thì nên hợp với mệnh chủ nhà. Và hướng nhà, hướng đất, phong thủy thì sẽ tốt cho gia đình cát khánh thì cái đấy cũng được. Phương tiện được. Còn Phật thì không cứ hướng nặng được. Đó, cho nên ở trường hợp này thì về có thể Phật tử chỉ cần để cái ảnh lại trên ban thờ thần linh gia tiên ở mình trang trọng và đọc tụng là thì nó sẽ tốt hơn, trang trọng hơn là treo cái bức tường không để quay về hướng nam. Đó.